Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên đầu giờ chiều ngày hôm nay. Hôm nay là thứ năm, ngày 16 tháng 5 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch chiều nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường và thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại vẫn duy trì trong xu hướng tăng nhẹ sau khi mà đã tăng rất mạnh trong phiên giao dịch đêm qua theo giờ Việt Nam, hiện tại đứng ở mức 2.389 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ giảm nhẹ đứng ở mức 104,19 điểm sau khi đã giảm mạnh trong phiên đêm qua theo giờ Việt Nam. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin giảm nhẹ đứng ở mức 66.000 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng trong xuống giảm, đứng ở mức 4,324% trên một năm. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống tăng, đứng ở mức 79,11 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục đá tăng mạnh mẽ khi mà dữ liệu lạm phát tại Mỹ hạ nhiệt. Với mức giá thời điểm này, giá vàng trên thị trường thế giới tăng khoảng gần 35 đô la Mỹ trên một ounce so với thời điểm mở cửa phiên giao dịch trước đó. Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng hay gọi là CPI tháng 4 của Mỹ cho thấy CPI tăng 0,3% so với dự báo đồng thuận trước đó là mức 0,4% và cũng giảm so với CPI tháng 3 là tăng 0,4%. So với cùng kỳ, CPI Mỹ tháng 4 đã tăng 3,4% và cũng thấp hơn dự báo là tăng 3,6%, thấp hơn so với mức tăng 3,8% trong báo cáo của tháng 3. Trước đó, báo cáo chỉ số giá sản xuất ngay ngày liền trước nóng hơn con số dự kiến đã khiến cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư đang nghĩ rằng báo cáo CPI có thể sẽ nóng tương tự. Tuy nhiên, thực tế báo cáo ngày hôm nay đã rơi vào phe bồ câu về chính sách tiền tệ. Những người muốn thấy cục dự trữ liên bang Mỹ Fed cắt giảm lãi suất sớm hơn. Đây là kịch bản tăng giá đối với kim loại quý từ góc độ nhu cầu tiêu dùng và thương mại. Cùng với đó, sự sụt giảm của chỉ số đồng bạc xanh và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cũng đang có lợi cho kim loại quý này. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Đến đầu giờ chiều nay, mặt hàng vàng miếng SJC đã quay đầu hạ nhiệt nhẹ, còn mặt hàng vàng nhẫn bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác tiếp tục duy trì trong xu hướng tăng. Cụ thể như quý vị và các bạn đang quan sát trên màn hình, mặt hàng vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đảo chiều giảm 200.000 đồng trên một lượng ở cả chiếu vào và chiều bán ra so với giá đóng cửa ngày hôm qua. Hiện tại niêm yết trên cả 3 thị trường Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh có cùng một mức giá, mua vào 87,50 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 90 triệu đồng trên một lượng. Tại tập đoàn vàng bạc đá quý Doji, điều chỉnh tăng giảm trái chiều, với Doji Hồ Chí Minh mua vào mức 87,50 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 89,40 triệu đồng trên một lượng, tăng 200.000 đồng trên một lượng bán ra, chiều mua vào không có thay đổi. Nhưng với Doji Hà Nội có cùng mức giá nhưng lại giảm 200.000 đồng trên một lượng ở chiều mua, chiều bán ra không có sự thay đổi nào. Với công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay gọi là PNG, niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có cùng mức giá, mua vào 87,50 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 90 triệu đồng trên một lượng, giảm 200.000 đồng trên một lượng mua vào, giảm 100.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra. Các hệ thống kinh doanh còn lại điều chỉnh tăng giảm đan xen, mặt hàng vàng nhẫn bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì tiếp tục duy trì trong xu hướng tăng. Với giá nhẫn bộ số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn mua vào mức 75,35 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 77,05 triệu đồng trên một lượng, tăng 350.000 đồng trên một lượng cả chiều vào và chiều bán ra. Mức giá này được áp dụng cho giá nhẫn bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, với giá nhẫn bộ số 9 loại nửa chỉ của công ty này mua vào mức 75,35 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 77,15 triệu đồng trên một lượng, cũng tăng 350.000 đồng trên một lượng cả chiều vào và chiều bán. Mặt hàng vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu mua vào mức 75,98 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 77,38 triệu đồng trên một lượng, tăng 470.000 đồng trên một lượng mua vào, tăng 520.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Chi tiết của bảng giá này kênh sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin. Còn với thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ cân hàng thương mại mua vào mức 25.122 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.452 đồng trên một đô la Mỹ, giảm 30 đồng trên một đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.750 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.820 đồng trên một đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước thời điểm này, sau đây phần cuối cùng của bản tin là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên đầu giờ chiều nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 8.750.000, bán ra 9 triệu,
giảm 200.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại vẫn đang ở mức 2.500.000 đồng trên một lượng, và đơn vị đo bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 8.750.000, bán ra 9 triệu, giảm 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 8.750.000, bán ra 8.940.000, tăng 20.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có thay đổi với Doji Hồ Chí Minh, giảm 20.000 ở chiều mua, chiều bán ra không có thay đổi nào với Doji Hà Nội. PNC Hồ Chí Minh và PNC Hà Nội mua vào 8.750.000, bán ra 9 triệu, giảm 20.000 ở chiều mua, giảm 10.000 ở chiều bán. Phú Quý SJC mua vào 8.750.000, bán ra 8.950.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 8.755.000, bán ra 8.950.000, giảm 25.000 ở chiều mua, giảm 50.000 ở chiều bán. Mi Hồng SJC mua vào 8.880.000, bán ra 9.020.000, tăng 20.000 ở chiều mua, tăng 30.000 ở chiều bán ra. Tiếp theo là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 8.740.000, bán ra 8.990.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng TB Bank Gold mua vào 8.750.000, bán ra 8.940.000, giảm 20.000 ở chiều mua, chiều bán ra không có thay đổi. Ngân hàng Vietinbank mua vào 8.750.000, bán ra 9 triệu, giảm 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác hiện tại cũng quay đầu giảm, giảm 200.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại vẫn ở mức 2.500.000 đồng trên một lượng, và điểm này thì đang được niêm yết như sau: STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 8.750.000, bán ra 9 triệu. STC Huế mua vào 8.750.000, bán ra 9 triệu. STC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 8.750.000, bán ra 9 triệu. STC Bạc Liêu, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 8.750.000, bán ra 9 triệu. Cuối cùng là giá nhận bục số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Hiện tại vẫn duy trì trong xuống tăng và đang được niêm yết như sau: nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 7.535.000, bán ra 7.705.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 7.535.000, bán ra 7.715.000. Vàng 4 số 9 mua vào 7.525.000, bán ra 7.625.000, tăng 350.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 35.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 7.349,5 nghìn, bán ra 7.549,5 nghìn. Vàng 18K mua vào 5.484,3 nghìn, bán ra 5.734,3 nghìn. Vàng 14K mua vào 4.210,8 nghìn, bán ra 4.460,8 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.944,9 nghìn, bán ra 3.194,9 nghìn. Nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.598.000, bán ra 7.738.000, tăng 47.000 ở chiều mua, tăng 52.000 ở chiều bán. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn một quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ điện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.